Với tôi, càng ít những đứa bé phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi thì tôi càng thấy vui. Có những thời điểm chúng ta không có khả năng quyết định điều gì là tốt nhất cho người khác. Tôi nói ra không phải để thanh minh cho mình, nhưng tôi cũng không muốn nhận những phán xét từ anh. Tôi thấy anh rất cực đoan về việc những đứa trẻ bị bỏ lại. Lần đó cũng là anh đuổi theo tôi từ trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi đó chính là nơi tôi đã lớn lên. Tôi bị bỏ rơi tại đó bởi chính mẹ ruột của mình. Bố thương mẹ lắm nhá. Bố nấu trả cho mẹ này, xong bố còn mua pizza cho con nữa cơ. Thế bình thường mẹ mua đồ ăn cho cả nhà, không thấy voi nói như vậy đi. Đâu, mẹ thương cả nhà mà. Sợ, để đằng con mát mày mát mặt. Miệng khéo như này thì lo gì ấy, voi nhờ. Vâng ạ. Bố ơi, có người gọi. Ai gọi đi con? Để con xem à. Phở u phu sắc phú. À, chủ phú bạn bố đấy. Ấn long ngoài giúp bố với. Vâng ạ. Ơi tao đây. Này, dạo này mất mặt ở đâu đấy? Chẳng thấy sang quán tao. Sang đi, có vụ này hot lắm đấy. Vụ gì? Yến về nước rồi, biết chưa? Chết rồi cơ, lưu bị vỡ hết rồi. Dũng, em liên hệ về bên xưởng xem có làm kịp không? Vâng ạ. Minh với Long. Dạ. Hai em đi một vòng khu vực trên này coi có ở đâu có thể làm được không ạ? Vâng ạ. Vâng. À, Xuân với Bình. Dạ. Hai em liên hệ với tất cả các xưởng chúng ta từng hợp tác xem họ có giúp được không? Vâng ạ. Vâng. Anh ơi, xưởng họ bảo bận không làm kịp đâu ạ. Không kịp à? Vâng. Anh Quân, em có ý tưởng này. Nói đi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy khung sắt để tạo logo. Em sẽ bọc vải, kết hoa, trang trí lại là được. Anh thấy sao?